Tên quỷ nhà ngươi trong giữa tòa lầu này, tại vì ngươi mà bỏ qua rất nhiều chuyện. Từ quy thâm nghiêm, không dám lơ là. Hơn nữa, Phật bảo chân kinh ở đây, bần tăng và tiểu nữ yêu nhau ở chốn này đã là phạm phải tội muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi. Hết A Di Đà Phật. Sao vậy? Ngươi dụ dỗ ta, bây giờ hối hận à? Tiểu thơ hà tất phải đa nghi như vậy? Ta chỉ muốn nói với cao tăng thần linh thôi mà. Đi nhanh lên. Nhưng tiếp sợ lắm. Không sao, không sao đâu, có ta ở đây rồi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Không có sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Có người chết. Kỳ lạ, người lúc nãy là ai? Sao đột nhiên không thấy bóng dáng đâu cả? Lúc nãy chàng đã nhìn thấy gì hả? Bần tăng không hề thấy gì hết. Lại đó coi đi. Đi đi, lại đó coi đi. Trời ơi, tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chết rồi, đã chết rồi. Có người chết ngoài lầu, chàng chắc chắn là sẽ không thoát khỏi có liên quan. Nơi này không thể ở lâu được, ngày mai nhất định phải đi. Hãy đưa thiếp thao chạy xa bay. Nhưng mà chuyện này chàng còn chuyện này gì chuyện nữa này ta biết làm chuyện sao đi. Chàng biết, chàng dám phụ lòng bổn cô nương không tha cho chàng đâu. Ta đâu có nói là ta sẽ phụ lòng nàng. Ta đồng ý với nàng là được rồi chứ gì. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Mau đi xem. Nhanh lên. Ghê quá. Không lẽ là chuyện tối hôm qua? Chết rồi. Làm sao đây? Sư đệ. Sư huynh. Dưới lầu có một người chết á.
Người chết là ai vậy? Là Tịnh Tu, Tam Quốc Tịnh Tiêu Lâm đến ngủ tại chùa chúng ta. Tăng ấy chết bên dưới tàng kinh lầu. Ê, sư đệ, đệ tính đi đâu vậy hả? Đệ đâu có đi đâu, không có đi đâu hết. Nhanh lên. Ngươi chắc định chạy trốn rồi. Tàng kinh lầu của người chết, ngươi là người giữ cửa tàng kinh lầu, nhất định không thoát khỏi có liên can đâu. Cái gì? Tàng kinh lầu của người chết liên quan gì tới đệ? Quyên Hoàng à, huynh đừng có ngậm máu phun người nha. Tịnh Tu cũng là người được huynh đưa vào chùa, vậy cũng phải có liên quan chứ. Có phải ngậm máu phun người hay không á, ta và ngươi đều phải gánh vác trách nhiệm, sau này tự sư phụ phân giải. Bây giờ đệ phải đến tàng kinh lầu với ta ngay. Đi. Ta đi thôi. Ta không đi. Đi lẹ đi. Nhanh lên, đi coi thế nào. Mau đi xem thế nào. Người dám dụ dỗ con gái của người ta, thật là trơ tráo. Dám dụ dỗ con cái của người ta, ta nói cho người biết, trả con gái ta lại đây cho ta. Còn dám ngồi đó niệm kinh nữa, đúng là trơ trẽn mà. Đúng là trơ trẽn. Dạ, có chuyện gì? Ta chính là hiệu quý Quốc Trì Phương. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, sao lại dám ra tay đánh người chứ? Bẩm đại nhân, kẻ này là một dâm tăng, hắn dụ dỗ con gái của tôi đi mất. Ông xem, tôi thật là đáng thương, nửa đời sau của tôi làm sao mà sống nổi đây. Thiệt là tội nghiệp. Được rồi, đừng có khóc nữa. Đại Hòa Thượng, xin hỏi có đúng như lời bà ấy nói hay không? A Di Đà Phật. Nè, có đại lão già ở đây, ngươi còn muốn chối nữa hả? Nè, con gái của bà có phải nhận về nuôi không vậy? Nè, yêu đạo. Trong thành Trường An này có rất nhiều hộ làm kỹ nữ không đăng ký, bề ngoài họ dẫn con gái đi múa hát, thực tế là sau khi lớn lên để chúng tiếp khách hết, kiếm tiền cho họ đó. Bà nói xem, có phải con gái của bà không? Nói đi. Bẩm đại nhân, thật sự là dân phụ nhận về nuôi, nhưng mà dù sao tôi cũng nuôi nó mười mấy năm rồi, đến bây giờ gà cũng bay mà trứng cũng đã dở. Tôi nghĩ không thể nào tha thứ cái tên dâm tăng này được đâu. Con gái của bà bao nhiêu tuổi, tên họ là gì, không thấy từ lúc nào? Bẩm đại nhân, con gái của tôi tên là Đào Nhụy, năm nay 19 tuổi. Mới sáng sớm nay tôi đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Tôi mới mở cái rương của nó ra, phát hiện chuỗi tràn hạt, tôi mới biết là nó bị cái tên dâm tăng này dụ dỗ đi mất rồi. Vậy bà dựa vào cái gì mà nói vị sư phụ này đã lừa con gái của bà đi? Cái tai nải này là của con bé nhà tôi. Ông coi, cái tai nải đang ở trong tay của tên hòa thượng. Chứng cứ xác thực, có thể còn không phải là hắn nữa sao? Chỉ vì vị sư phụ này cầm lấy tay nải con gái bà đi thôi sao? Đúng. Vậy nếu như cái tay nải này của con gái bà, vị đại nương cô sẽ biết trong tay nải này có thứ gì chứ? Tôi biết. Có hai cái áo, một cái hoa bạc. Còn nữa, cái con bé đó còn lén giấu tôi để giành được 100 lượng bạc. Cái con bé đó sắp ăn trộm hết của lão nương này rồi. Vậy thì đâu có đúng đâu. Theo ta thấy thì trong cái túi này không có những thứ bà đã nói. Hay là đánh cược đi. Nếu thật sự trong túi này có những thứ bà đã nói, thì vị đại gia này sẽ đền cho bà 100 lượng bạc. Được. Nếu bà thua thì phải dập đầu nhận tội với vị sư phụ này, có được không? Được. Cược thì cược. Đưa cho ta. Thiệt là ngại quá. Chỉ là hiểu lầm thôi, thí chủ không cần làm vậy. Đứng dậy. Thiệt là ngại quá, xin lỗi.
Ta nói cho bà biết, sau này không được lấy mấy thứ này đi lừa người ta nữa. Đi mau đi. Dạ. Mọi người cũng giải tán đi, hết chuyện rồi, đi thôi. Đi thôi. Hết chuyện rồi. Xin hai vị dừng bước. A Di Đà Phật, tội lỗi. Lúc nãy đa tạ hai vị thí chủ đã ra tay cứu giúp, Bần tăng sẽ ghi nhớ trong lòng. Đại hòa thượng, đây là chuyện bổn quan nên làm thôi. Thí chủ sai rồi. Nhân quả báo ứng là định số trong minh minh. Phật tổ nhân, nhất niệm chi nhân, tức thành kim thân. Hôm nay hai vị đã giúp đỡ Bần tăng trong lúc nguy nan, nhất định là người tốt. Đại hòa thượng quá lời rồi. Tam phiên chúng sanh đều bình đẳng, Bần tăng có được sự quan tâm của hai vị, Bần tăng sau này nhất định ngày nào cũng sẽ niệm tụng Pháp Hoa Kinh. Xin Phật tổ phù hộ cho hai vị. Tôi thấy đại sư hãy lên giái Ngũ Tạng miếu mới là thượng sách đó, có phải không? Được rồi, xin mời bên này. Đại hòa thượng, mời. Nè, vị đại sư này công nhận ăn khỏe thiệt đó nghe. A Di Đà Phật, Bần tăng xin đa tạ bữa cơm chay của hai vị thí chủ. Ê, đại sư à, đại sư đừng nên lễ nghĩa cứng nhắc như vậy được không vậy? Chúng ta cứ coi như là bằng hữu tốt đi ha. Gì chứ? Bằng hữu hả? Bần tăng là người tu hành theo Phật, cho nên không thể vướng bận hồng trần. Thế đại sư thiên sinh Phật tướng, Phật pháp tu hành lại cao thâm, Lý Mộ tin rằng sau này đại sư sẽ tu thành chính quả, sớm ngày thành Phật thôi. Việc thành Phật hay không từ trước đến nay không dám nghĩ. Bần tăng học Phật pháp tiểu thừa nhiều năm, tuy có tâm đắc nhưng lại vẫn vô pháp. Dựa vào Phật pháp để cảm hóa chúng sanh, từ bi hỷ xả, hôm nay thậm chí bản thân còn... Vậy có nghe nói tới Đại Thừa Phật Pháp chưa? Đại Thừa Phật Pháp, Bần tăng đích thực cũng được biết trong kinh thư. Có Đại Thừa Phật Pháp có thể độ hóa chúng sinh, giúp người chết được lên trời. Chỉ là không biết ở nơi nào trên đời này. Lý Mổ từng nghe một vị bằng hữu Phật gia nói rằng, ông ấy trong lúc vô ý đã từng nhìn thấy toàn quyển của Đại Thừa Phật Pháp kinh thư ở Thiên Trúc, cho nên là Đại Thừa Phật Pháp chắc chắn ở nơi đó. Thiên Trúc. Nè, yêu đạo, không lẽ ngươi biết vị hòa thượng này hay sao? Quyền Trang pháp sư của Từ Ân Tự mà huynh lại không biết hay sao chứ? Huynh nói cái gì? Đây chính là Quyền Trang đại sư. Chính là đại sư mà thánh thượng ra thánh chỉ chủ trì đại hội Phật pháp hả? A Di Đà Phật, chính là Bần tăng. A Di Đà Phật. Nè, tôi nghe nói vị đại sư này á, đạo hạnh cao thâm, hùng biện tài lược. Đại sư à, vậy tôi mạo muội hỏi một câu, ông là người như vậy sao lại vướng vào việc tranh chấp với một người phụ nữ vậy? Tội lỗi. Sáng sớm Bần tăng đã xuất tự quá duyên, phát hiện một người con gái ôm một cái tay nải vải xanh, hoảng hốt chạy tới. A Di Đà Phật. Vừa nhìn sư phụ đã biết là người tốt. Xin hãy giúp tiểu nữ giữ tay nải này một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Không ngờ vị nữ nhân đó một đi không trở lại, đến lúc người phụ nữ đó đến thì xảy ra chuyện rồi. Hiểu rồi. Ê, nói chuyện này ta mới nhớ nghe. Cái gì?
Sao ngươi lại biết trong tay nãy toàn là đá không vậy? Cái này đơn giản thôi mà. Tôi đoán thôi. Quỳnh nói cái gì? Quỳnh nói cái gì hả? Quỳnh đoán bừa mà cũng dám đánh cá cược với người ta sao? Lỡ thua thì sao đây? Quỳnh sợ cái gì chứ? Sao lại không sợ chứ? Số bạc đó đâu phải của tôi đâu. Đùa thôi. Thật ra người con gái đó đưa tay nải của mình cho một người không quen biết, rõ ràng là kế kim thiền thoát xác rồi. Trong bao đó làm sao có đồ mềm được chứ? Nhất định vài cục đá cho vào thôi, có gì đâu. Nói như vậy thì được đó. Ta nghĩ không lẽ yêu đạo nhà ngươi có thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy được đồ vật trong tay nải đó chứ? Nếu thật sự là trốn theo trai á, 100 lượng bạc đó phải đổi thành ngân phiếu chứ. Làm sao mà khiến tay nải đó căng phồng lên như vậy được? Có lẽ các hạ là Trường An Thành Nhân, tùy ý lâu chủ Lý Thuần Phong Lý tiên sinh. Không dám. Tại hạ đúng là Lý Thuần Phong. A Di Đà Phật. Huyền Trang sư phụ chết, có người chết rồi. Tịnh Tâu sư phụ chết rồi. Mau quay về chùa thôi, nhanh lên. A Di Đà Phật, bổn tượng xảy ra việc gấp, Bần tăng xin đi trước. Vậy nè, đi xem thử đi. Đi mau. Hey, đi mau. Ê, đi mau. Chưa trả tiền cơm. Được rồi. Nhị đệ tử của tự chủ Phỏng Hy đại sư, bình thường nguyên giác sư phụ phụ trách trông coi tàng kinh lầu. Ồ, cảm ơn nha. Thời gian tử vong của người này có lẽ là tối ngày hôm qua. Chỉ có điều người này không phải té ngã mà chết đâu. Cái gì? Đệ ấy ngã ở chỗ này, đương nhiên là ngã chết mà. Độ cao vậy sao mà té chết người được? Vậy người nói đệ ấy chết thế nào hả? Nếu không phải tự sát thì là mưu sát rồi, có phải không? Tình trạng hiện nay của người này á, phía phải đầu nghiêng về phía đất, cho nên lộ ra một vết thương rất to, cho nên có thể lý giải được. Nhưng mà quên xem, những vết thương trên mặt kia của người này, trên mặt sạch sẽ như vậy, không đúng là đã tiếp xúc với mặt đất. Nếu như không tiếp xúc với mặt đất thì sao trên mặt lại có tới 5 vết thương, có phải không vậy? Cho nên á, trước khi người này ngã xuống đây đã bị thương rất nặng, hoặc là chết từ trước rồi. Sư tôn, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Việc trên thế gian này có sinh có diệt,
cũng là cái lý của chư pháp vô thường. Hãy mang sư phụ tịnh tu, an táng bình thường. Dạ, dạ sư tôn. Khoan đã. Đại sư xin dừng bước. Đại sư, người này chết rất kỳ lạ. Tôi biết trong tự các người có tự quy, nhưng đã là con dân của đại đường thì quốc phải có quốc pháp. Chức trách của tôi ở đây nhất định phải báo về triều đình, điều tra triệt để việc này. Phương ngoại chi địa tự hữu quy tắc, tịnh tu đã đến Tây Phương Cực Lạc, gia thịnh cũng được về với hoàng thổ Trần Ai. Thi chủ, nếu muốn thi hành dương pháp, xin cứ tự nhiên. A Di Đà Phật. Nói đến mà không đến, dám bẩn cật với bổn cô nương. Dâm tăng, dâm tăng. Nè, ngươi có dám chắc tịnh tu bị người ta hãm hại không? À, ngươi chết thân thể nặng, nếu bị hại không thể nào cách quá xa. Có khả năng nhất chính là chỗ này, ở trong Tàng Kinh Lầu. Tàng Kinh Lầu? Đi xem đi. Đi. Đi thôi. Xin thí chủ dừng bước. Chỗ này không thể vào được. Tại sao vậy? A Di Đà Phật. Trong lầu cất giữ toàn bảo chân kinh, Thái Thượng Hoàng từng đến thăm, ban ra chiếu sắc. Không phải là cao tăng của bổn viện thì không thể vào được. A Di Đà Phật. Máu trần tục khiến Phật bảo bị dương trần. Hôm nay gột rửa hồng trần trả lại sự thanh tịnh nơi cung cấp chân kinh. Yêu đạo à? Tên Nguyên Giác này rất đáng nghi ngờ. Tịnh quan kỳ biến.
A Di Đà Phật, vạn pháp giai hữu đạo, nhất tâm bổn vô trần. Nguyên Giác Sư Đệ, Nguyên Giác Sư Đệ. Nè, đại sư xin dừng bước. Tôi muốn hỏi một chút, bên trong có gì khác thường không vậy? Hà vật tòng tâm lai, diệt tòng tâm thiện khứ, khám phá lai thời tông, biện trí khứ thời lỗ. Ê trời, đại sư à, ông có thể nói câu nào cho chúng tôi dễ hiểu chút không? Bần tăng đang đói bụng, cần được ăn cơm ngay. Biện trí khứ thời lỗ, nói thì nói là nói đi. Hơi thiệt tình. Huynh cười cái gì chứ? Ta nói huynh nè, biết ta là quan viên của quân vệ phủ, hai người sao lại có thể giấu giếm ta chứ? Ê, Lý mộ tôi sao có thể làm ra những chuyện không có nghĩa khí như vậy? Chỉ có điều, trong từ ân tượng người đông tay mắt nhiều, hung thủ có thể ở gần đó, đương nhiên ở đây sẽ an toàn hơn một chút rồi, có phải không? Đại sư à, nếu như chúng ta đã có duyên thì tình hình trong tàng kinh lầu, hy vọng ông nói chúng tôi biết. Đúng vậy. Trong lầu từ trên xuống dưới đều không có vết máu. Trên tầng 1 có bụi đất, tầng 2 lại sạch sẽ. Có lẽ là thường xuyên có người ra vào. Không lẽ chỉ có kết quả này thôi sao? Quỳnh bớt xe ngang đi, đại sư còn có lời muốn nói kìa. Tịnh tu không phải là tăng nhân. Bần tăng nghe những luận thiện của người đó, phát hiện ra thiền ngữ đó không phải là do tâm mà giác ngộ. Dáng vẻ của người đó cũng tuyệt đối không phải là người ở lâu trong chùa. Đại sư, vậy anh ta có thể là ai? Nếu đại sư quan sát kỹ những sơ hở trong cách dùng thiền ngữ của tịnh tu cũng có thể biết được ít nhiều. Dựa vào hành động và lời nói của người đó, vậy thì mục đích người này đến tự ân tự không khó mà suy đoán được đâu. Mục đích của tịnh tu là tăng nhân thiếu niên trong tự và tàng kinh lậu của tự ân tự. Đại sư à, ông đúng thật là biết nhiều điều đó. E là không phải chỉ là báo ơn giải dây rồi ha. A-di-đà-phật. Phật môn tịnh thổ, xuất hiện những người kỳ lạ, lại xảy ra những việc kỳ lạ. Bần tăng Huyền Trang phải trả lại sự thanh tịnh cho Phật môn. Đại sư có tâm Phật, Lý mổ không phục. Nếu như những lời đại sư nói thì tàng kinh lâu không phải hiện trường giết người. Vậy thì nơi tịnh tu bị giết phải là nơi bốn bể toàn máu tươi mới đúng. Không thể nào trong thời gian một đêm mà xử lý sạch sẽ được như vậy chứ. Vật này là Huyền Trang đã phát hiện ở trên lầu. Đây là vật gì? Chưa từng nhìn thấy.
Nguyên Giác, Nguyên Giác, Nguyên Giác, Nguyên Giác, Nguyên Giác, Nguyên Giác, Nguyên Giác. Chết tiệt, đi đâu mất rồi? Xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng. Xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Kho báu, rõ ràng là một kho báu. Ban ngày đợi ngươi mãi không tới, buổi tối chẳng có nhà để về. Ta đến chùa tìm ngươi, ngươi lại giả vờ không nhìn thấy ta. Tình dâm tăng nhà ngươi, ngươi định giở trò gì đây? Định giở trò gì hả? Ngươi nói cô nói cái gì? Cô đến chùa tìm bần tăng hả? Tới tìm thì sao? Bị người ta bắt gặp còn hơn là bị người làm cho tức chết, bị người dọa sợ chết. Cô làm vậy là quá mạo hiểm đó. Nếu như để người khác bắt gặp, cô sẽ hủy đi nửa đời trong sạch của bần tăng. Nói cái gì? Tình dâm tăng như ngươi có gì trong sạch chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám phụ bổn cô nương thì bổn cô nương nhất định sẽ không tha cho ngươi. Bần tăng đang thu dọn hành lý thì trong tự phát hiện ra người chết ở trong tàng kinh lầu đó. Vậy ngươi không sao chứ? Bần tăng là người trông coi, làm sao tránh được liên lụy. Cô không hỏi cho rõ ràng, cô đúng là gây rối vô lối mà. Nếu nói như vậy thì oan cho ngươi rồi. Đằng nào ngươi cũng ra ngoài, hay bây giờ cùng ta cao chạy xa bay đi. Cô nương hãy nghe bần tăng nói, nếu như bần tăng mà đi với cô nương như vậy á, chúng ta nhất định sẽ bị Phật tổ báo ứng đó. Ngươi sợ báo ứng của Phật tổ chứ không sợ báo ứng của ta sao? Bần tăng thanh bần nửa đời, cũng không muốn cô nương sau này phải chịu khổ. Hay là như vậy, bần tăng sẽ tặng vật gia truyền của bần tăng cho cô. Cô nương vốn là người phong trần, coi như là tiếp thêm một người khách tặng cô ấy. Tặng cho cô nè.
Nguyên Giác, ngươi nói miếng ngọc này là ngọc gia truyền của nhà ngươi sao? Đúng vậy, đích thực là gia truyền. Nói bậy, người xuất gia không nói dối, ngươi lại liên tục nói dối. Ngươi hãy nhìn chữ Lý khắc trên miếng ngọc này đi, còn cả danh tự thù mệnh Đông Cung nữa. Đây rõ ràng là ngọc khí của hoàng gia. Cô đừng có nói bừa nghe. Cô nói cái gì? Trên ngọc có chữ hả? Vậy đưa tôi coi coi. Bổn cô nương muốn hoàng lương, thấy ngươi là người thật thà, nghĩ rằng nửa đời sau có thể có chỗ dựa. Nhưng mà xem ra ta đã nhìn lầm rồi. Bây giờ hãy cùng ta xuống núi để các hòa thượng trong tự nhìn thấy rõ bộ mặt của tinh dâm tăng nhà ngươi, và để quan phủ điều tra lai lịch miếng ngọc bội này. Đi, đi cùng ta. Bần tăng sẽ nghe theo cô hết, xin đừng hủy hoại cuộc đời của bần tăng. Đã quá muộn rồi, bổn cô nương chính là muốn rủ bỏ tinh dâm tăng nhà ngươi. Đi, đừng mà. Đi. Sư huynh, sư đệ hành tung bí ẩn như vậy, không biết là muốn đi đâu ha? Không có đi đâu hết, chỉ quay về chùa. Mà chết, trong chùa ngay lập tức đã thu dọn thi thể. Cái chết của Tịnh Tu đúng là không bình thường. Mã đại nhân không cảm thấy kỳ lạ sao? Vậy ý của đại nhân là Lý Thường Nghĩa quả nhiên là trốn ở trong tự, hơn nữa lại có người bảo vệ. Đúng là như vậy đó. Việc này liên quan đến tự viên của hoàng gia, Tết Đoan Ngọ lại sắp tới. E là Mã đại nhân cũng không có cách gì rồi. Đại nhân, hạ quan xin, xin đại nhân hãy chỉ dạy. Lão phu chỉ muốn nhắc nhở ngươi, có thể ngấm ngầm do thám bên ngoài tự, nhưng đừng có ý đồ. Nếu họ có cách khác khiến ông cháu Thái Thượng Hoàng gặp nhau thì sẽ có hậu quả gì? Thái Thượng Hoàng sẽ đưa Lý Thường Nghĩa về hoàng cung, sau này con muốn trừ bỏ thì... Nếu như đã hiểu thì việc quan trọng là phải giải quyết ổn thỏa trước Tết Đoan Ngọ. Dạ, hạ quan sẽ cố gắng hết sức. Xin đại nhân yên tâm, xin đại nhân yên tâm. Lão phu cứ phải nói trước, việc này chỉ cần có chút sơ sót, Mã đại nhân không những bị cắt chức mà còn có thể sẽ bị... Dạ, đại nhân, hạ quan sẽ lập tức đi làm. Lập tức đi làm ngay. Lập tức đi làm. Lập tức đi làm. Hi. Đến rồi sao? Dạ tới rồi. À, chính là ở đây. Đạo chi? Đạo chi? Đạo chi à? Đạo chi, ngươi đừng có chơi nữa mà, mau nghĩ cách giúp ta đi. Nè, việc này có gì khó đâu. Nè, chỉ cần huynh hủy bỏ việc Tết Đoan Ngọ dân hương của Thái Thượng Hoàng vậy không phải được rồi sao? Việc Thái Thượng Hoàng dân hương đến hoàng thượng còn không có cách, ngươi đừng giỡn nữa mà. Tiểu đệ nào dám đùa giỡn với Mã đại nhân. Trong tự có người chết, hoàng thượng chỉ cần ý kiến Thái Thượng Hoàng, nói là vì sự an toàn của phụ thân mà hủy bỏ dân hương. Hiếu đạo như vậy, Thái Thượng Hoàng sao có thể không đồng ý được chứ? Đúng vậy hả? Một lời nói làm tỉnh cả giấc mê. Đạo chi? Ta phải mau chóng về thực hiện ngay. Đợi đã, Mã huynh. Nè,
xong việc phải trả tiền, ông già hay trẻ con cũng đều như nhau hết. À, Ngu huynh đã hồ đồ rồi. Ta hiểu rồi. Quy tắc cũ đây ha. À, quy tắc của Tùy Ý Lâu không chỉ có bạc, còn có cả tính hiếu kỳ của Lý Mổ nữa. Ta biết người có đam mê này, nhưng mà đạo chi à? Hả? Nội tình bên trong của sự việc này, nếu người biết thì chỉ có hại chứ không có lợi đâu. Vậy cũng phải để lại vài lời chứ. Quy tắc không thể phá từ chỗ bạn bè được, đúng vậy không? Kể cả bịa ra nội tình giả luôn. Người thông minh như vậy, cho dù ta có lừa ngươi cũng không tin. Thôi thôi được rồi. Phát sốt lên về việc Thái Thượng Hoàng Dân Hương. Hả? Là vì một đứa bé. Lại là đứa bé hả? Đứa bé của ai vậy? Hả? Trời ơi. Lý Thuần Phong ơi là Lý Thuần Phong, mày quả nhiên là một đứa bé thiên tài mà. Thiên tài mà. Gì? Đứa bé hả? Giáo quan, mong mời quốc trị đại nhân tới gặp ta đi. Hey, chủ nhân ông nhiều chuyện quá, đến cả giáo quan này mà ông cũng bắt xuống lửa. Thôi được rồi, để tôi đi tìm ông ấy. Không phải quốc trì phủ mà là giám sát ngự sử gia môn. Vậy thì cửa hàng ai coi? Không phải còn có ta hay sao? Điều tôi lo lắng nhất chính là cái này. Trời đất ơi, vậy thì ngươi nói ông chủ có việc kỹ bán một ngày được chưa vậy? Cái gì? Quỷ bỏ mật lệnh hả? Đúng vậy. Vì sao vậy? Quốc trì đại nhân thân là một quân dân, phải nói ít làm nhiều, đừng có học những điều xấu của đạo chi. Quốc trị đã tạ đại nhân chỉ giáo, mặt tướng biết sai rồi. Có điều Thái Thượng Hoàng không đi dân hương ở Từ Ân Tự nữa, ta và ngươi cũng đỡ lo hơn. Giáo quan, tiên sinh nhà tôi mời quốc trị đại nhân sang, có chuyện bàn bạc. Ta không nghe lầm nữa chứ? Tiên sinh nhà ngươi lại chủ động mời ta hả? Hơn nữa là còn bắt giáo quan trưởng quầy đích thân đi. À đúng rồi, ta không có bạc đâu. Không sao. Không có bạc thì không uống rượu đào hoa thôi. Vậy uống gì? Nước giếng đi. Chà, 8 món luôn hả? Thịnh tình tiếp đãi vậy sao? Hôm nay thật sự quốc trì tôi không mang theo bạc đâu. Hơ, quốc trì quên yên tâm đi. Đừng quên Lý Mổ mới là chủ của Tùy Ý Lâu. Tôi nói ăn không phải mất tiền là không mất tiền. Để biểu thị thành ý thì Lý Mổ tôi xin cạn trước nha. Được, nếu đã thành ý vậy rồi, ta cũng cạn. Tốt lắm. Nè, lần này huynh nhận được lệnh rút cuộc là gì vậy hả? Mật lệnh là chuyện của ta, huynh không phải người công vụ, liên quan gì tới huynh chứ? Giáo quan. Dạ. Dọn bàn. Lúc này ta uống 3 chén tính tiền, huynh không trả tiền tôi đi báo quan á. Vậy được. Giáo quan, nói mà không giữ lời lãnh đạm vô tình, đây là cách đại khách của Tùy Ý Lâu hay sao hả? Quốc trị biết vụ án này rất nghiêm trọng. Thái Thượng Hoàng sẽ dâng hương vào Tết Đoan Ngọ, Từ Âm Tự thì sao? Lại có một tăng nhân hành khất đến ở, có thể là trùng hợp. Nhưng người đó lại chết bí ẩn. Những việc trong tự đó không lẽ cũng là trùng hợp hết hay sao đây chứ? Đương nhiên không phải rồi. Huynh đừng có quên, việc này là do ta mời huynh giúp. Ai mà biết được huynh muốn nhiều chuyện vậy? Những kẻ giết Tịnh Tu tuyệt đối không phải là tăng nhân, mà còn mang theo mình một sứ mệnh đặc biệt nào đó, thâm nhập vào Âm Tự tìm vật hoặc là tìm người. Hôm qua Huyền Trang đã từng nói mục đích của Tịnh Tu là các chú tiểu với Tàng Kinh Lâu. Thật sao? Sau đó thì sao? Nếu như tìm người thì Tịnh Tu cần tìm ai? Nếu như là phản đảng thì triều đình đang một mẻ hút gọn rồi. Như vậy xem ra vị này là một nhân vật rất là quan trọng.
họ mới sợ người đó tiếp cận được với Thái Thượng Hoàng. Nè, yêu đạo, tao nói Quỳnh biết, người mà trong mật lệnh đưa đến không phải là những người này. Ờ, vậy là ai chứ? Là người này. Tao nói Quỳnh biết, là một đứa bé ngăn không cho gặp Thái Thượng Hoàng. Giáo quan, mang trụ thịt lên lầu. Giáo quan, nhanh lên. Đây là đứa bé mà Mã Châu nói tới. Đây là đứa bé bị mất của Vú Phùng. Còn đây là Tịnh Tú. Giữa ba người này có quan hệ gì không vậy? Có đó. Nè, nếu đây là người đàn ông bên ngoài của Vú Phùng, chờ một chút, ông ta là tăng nhân, vậy thì cái hộp bánh mà Vú Phùng đưa vào trong cung làm cống phẩm, còn cả cái chết của Tịnh Tu có quan hệ gì với nhau chứ? Có. Hơn nữa tuyệt đối không phải trùng hợp. Những thứ mà được phát hiện ở phía trên lầu thì sao? Giữa chúng có liên hệ gì không hả? Quỳnh nói này hả? Đúng. Tuy chúng ta không biết nó là cái gì, nhưng mà Lý Mổ tin rằng nó nhất định là một manh mối rất là quan trọng. Manh mối gì? Nè, rõ ràng biết Tịnh Tu bị mưu sát, nhưng mà sao sư nguyên giáp đó không thể cho chúng ta vào tàng kinh lâu chứ, mà Quyền Trang lại tìm được vật này ở trong lâu? Điều này chứng minh ở trong tàng kinh lâu đã xảy ra chuyện gì đó rất là nghiêm trọng lắm đó. Yêu đạo ơi yêu đạo, không ngờ huynh còn nghĩ đến chuyện quận chúa nữa. Ê, chuyện xấu của Vú Phùng và cái chết của Vú Phùng đã làm cho quận chúa phải vô cùng đau đớn. Có thể cô ấy còn có ý nghĩ là Lý Mổ đã ép chết Vú Phùng của cổ đó. Đúng vậy, với thân phận hiện tại, quận chúa có thể nghĩ vậy. Cái quan trọng là cái chết của Vú Phùng khiến cho sự việc yểm bùa càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nguy hiểm hơn. Có khả năng quận chúa sẽ là một trong những người bị hại tiếp theo của cái âm mưu này đó. Yêu đạo, ta đã nhìn ra ngươi đối với quận chúa một lòng chân thành. Quỳnh điên hả? Gì mà chân thành, chỉ là chuyện làm ăn thôi. Một khi Lý Mổ nhận vụ làm ăn nào rồi, đương nhiên phải giữ chữ tín, có phải không? Thật thật giả giả, cười cười nói nói, chính là một tên yêu đạo đó. Quy tắc có tùy ý lâu thôi. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Cái chết của Tịnh Tu ở kinh lầu có phải do đệ làm không? Không phải, bằng chứng đâu hả? Có bằng chứng, có bằng chứng thì báo quan bắt đệ từ lâu rồi. Tịnh Tu do ta thu nạp, người chắc chắn là muốn tranh giành chức sự trưởng, đố kỵ với hắn nên giết hắn, có phải vậy không? Nói đi, mau lên. Tuyệt đối không có chuyện đó. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Sư đệ, đệ đừng có nghĩ là chuyện đệ làm sẽ không ai biết đâu, có hiểu chưa? Nguyên Hoàng, huynh đi, đi, đi mau, đi với ta gặp tiểu chủ mà lý sự, đi. Không cần ngươi phải kéo, ta tự biết đi mà. Sư tôn, đệ tử phát hiện trong tự có kho báu. A Di Đà Phật, bổn tự nhiều đời cao tăng,
có giữ nhiều bảo vật Phật môn thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Không phải là Phật bảo mà là của cải. Những của cải ở trong cung tàng kinh lâu, lẽ nào sư tôn không biết hay sao? A-di-đà-phật. Nguyên Giáp Đồ Nghi, người xuất gia có tiền tài là vật ngoài thân, nếu trong tự thật sự có kho báu thì cũng do sư tổ để lại để tu sửa các bức tượng Phật tổ giác vàng mà thôi. Sư tôn à, những cái thùng của cải đó giống không liên quan gì đến sư tổ mà liên quan tới Hoàng Thất đó. A-di-đà-phật, tội lỗi, tội lỗi. Nguyên Giáp, những lời nói này của con là có ý gì? Đệ tử đã điều tra ra, những cái rương của cải đó chính là bảo vật của Hoàng Thất. Đệ tử không dám làm bậy, cho nên mới đến đây thỉnh ý của sư tôn. A-di-đà-phật. Nguyên Giáp, vậy theo ý của con thì sao? Đệ tử nghĩ, nếu như tâu lên triều đình để triều đình đến xử lý, hay là do sư tôn quyết định đi, sư đồ chúng ta cứ chia đều, sư tôn mở rộng cửa Phật, đệ tử cũng an nhàn nửa đời. A-di-đà-phật. Nguyên Giáp, chứng cứ mà con nói đến đâu? Đợi sau buổi kinh tối, đệ tử sẽ mang đến một vật, sư tôn coi xong thì sẽ hiểu ngay thôi mà. Nếu đã như vậy thì con đi đi. Dạ. Xảy ra chuyện rồi. Ngừng tay. Thiết thủ, có bị thương không vậy? Đa tạ đã quan tâm, ta không sao. Ý tôi là cái tên Hắc Nhi đó. Hắn sao? Ta cũng không biết nữa. Chết rồi. Giờ này hắn đến tàng kinh lâu là hẹn gặp hay tìm đồ đấy ta? Đúng rồi, nhất định hắn đến tìm chiếc kim thoa bị mất đó. Có người đến rồi, chạy mau. Khoan đã. Đi. A-di-đà-phật. Tôn sư, tàng kinh lâu liên tiếp xảy ra án mạng, việc này rất là kỳ lạ đó. A-di-đà-phật, truyền lệnh võ tăng bảo vệ tự ngày đêm luân phiên canh gác tàng kinh lâu. Những bảo vật mà cao tăng nhiều đời lưu trữ tuyệt đối không được để xảy ra chuyện. Dạ. Yên tâm đi, đâu có bắt tại trận thì đâu có sao đâu. Ngày mai đi lẫn vào đám khách ra ngoài là xong rồi, đâu có gì phải lo đâu chứ. Đúng vậy, nếu như không vì huynh, sao ta lại có cuộc phiêu lưu này chứ? Ê, nếu như hôm nay không đến, chúng ta có phải đỡ rất nhiều chuyện rồi hay không chứ? Mình xem đi, cái này... Lý ý. Nếu tôi đoán không sai thì cái miếng ngọc bội này là vật tùy thân của Ẩn Thái Tử
Đại sư. A-di-đà Phật. Bên ngoài sao rồi? Chấp sự Nghiêm Hoàng đang ở chỗ xảy ra chuyện. Thi thể của Nguyên Giác vẫn đang ở tầng Kinh Long. Có người canh giữ. Sáng sớm ngày mai sẽ đi báo quan. Đa tạ đại sư đã giúp hai người chúng tôi. A-di-đà Phật. Tội lỗi. Bần tăng chưa từng nói dối. Chỉ là không có ai hỏi, bần tăng cũng không tiện nói nhiều. Nói lời che giấu, nếu như vậy Phật tổ sẽ trách tội. Nói như vậy không phải là mắt nhắm tay ngơ sao? Quỳnh nói vậy là sai rồi. Không có ai hỏi tức là không có ai hỏi, không phải là cố ý che giấu. Xin hỏi đại sư, thi thể của Tịnh Tu Hoàng ở đâu vậy hả? Bên ngoài cửa Từ Ân Tự. Đại sư à, trụ trì của chùa vì sao lại phải ngồi vậy? Đầu năm khi đang trùng tu Từ Ân Tự, trụ trì vì quá lao lực nên hai chân bị liệt. Ủa? A-di-đà Phật. Ê, sao lại như vậy chứ? Cái tăng y của người này đâu? Đã mang đi thiêu trước rồi. Cái gì? Vậy thì còn gì mà kiểm tra nữa chứ? Ê, cứ xem một chút đi. Để ta giúp cho. Nè. Rêu xanh. Nếu hiện trường phát hiện ở tàng kinh lâu, không thể nào có rêu xanh được. Đúng vậy. Ý của ngươi là... Hả? Đại sư. Máng nước sau núi, quanh năm ẩm ướt, tất sẽ có rêu xanh. Nè, yêu đạo. Yêu đạo, người ở đâu rồi? Ai vậy? Là tôi nè. Trời ơi, gọi nãy giờ sao không chịu trả lời vậy? Trời đất ơi, trong này tối như hũ chìm, nhìn còn chưa rõ, trả lời thì lộ mất hành tung thì sao chứ? Trời, sao người ích kỷ dữ vậy? Người có biết là tay vì ngươi nên mới bị té không? Người không biết gì hết, nhìn tay ta đi. Để tôi coi thử. Bị thương rồi nè. Ê, rêu xanh kìa. Để ta. Nè, giúp ta một tay đi nha lớn. Được rồi. Rêu xanh. Đúng vậy. Rêu xanh. Nhìn coi, ở đây nè. Đúng, nhìn nè. Xem nè. Đúng rồi. Thì ra rêu xanh từ tay của Tịnh Tu là ở chỗ này nè. Đúng đó. Vậy mà hôm qua đoán sai là ở sau núi mới ghê chứ. Bây giờ nói điều này làm gì? Không phải là chúng ta, là ngươi làm đó biết chưa? Đi thôi. Ngươi nói Tịnh Tu đã từng tới đây, còn Nguyên Giác thì sao? Đương nhiên là cũng tới rồi. Có điều hắn còn phát hiện ra bí mật chỗ này, cũng chính vì vậy mà trở thành mục tiêu thứ hai phải chết của hung thủ. Nè, nhìn chỗ rêu này, nơi này chắc chắn phải có từ lâu lắm rồi, còn lâu đời hơn cả ngôi tự miếu này luôn. Phật môn tự viện thường là nơi cất giấu mật bảo thánh vật hoặc các di vật của cao tăng. Xem ra nơi này chính là chỗ đó rồi. Chà, chỗ này rộng thật đó. Chỗ này rộng quá ha. Nè, nhìn coi. Chỗ này.
vết máu. Tịnh Tu có lẽ là bị hại ở chỗ này, sau đó bị hung thủ kéo lên trên mặt đất lôi ra ngoài kia. Đúng vậy, nếu như vậy còn đợi gì nữa, vào thôi. Khoan đã, chỗ này coi chừng có cơ quan đó, vào thôi. Ờ, à, được. Qua bên này, phóng đạo đi. Ờ, à, được. Không có cơ quan gì hết. Không sao rồi, đi thôi. Đi. Trời, ý, cái nơi này có lẽ là nơi cất giữ. Xem ra sau khi hành tung của hắn bị lộ, hắn đã cho người chuyển hết những chiếc hòm đi rồi. Rốt cuộc chuyển cái gì đi vậy ta? Nè, trời đất ơi, là một đứa bé trai. Hơn nữa nó còn có tóc, xem ra không phải là tăng lữ rồi. Xét về độ cứng của da, có lẽ đã chết được 2-3 năm. Sao đến đứa bé mà không tha cho nó vậy ta? Cái đó là cái gì? Là cái gì vậy? Nó vào cửa Phật rồi, cố chấp làm chi nữa vậy? Người đời đều cố chấp, đâu phải chỉ mình ta. Phổng Hy đại sư. Hai vị quả nhiên sáng suốt, có thể đoán đúng là ta. Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên là con người ông đây không có bị liệt cái chỗ nào hết. Y thuật của Lý Tiên Sinh đã nhìn thấu được lão nạp. Nhãn duyên tâm miêu, tâm chủ quyết thành. Đại sư nó là người lâu năm trên giường á, quyết mạch của đôi chân không thông, sao có thể có được ảnh nhìn sắc nhọn của đại sư được? Nếu muốn thi hành dương pháp, cho nên nếu tôi đoán không sai thì đại sư trùng tu lệ tự ân tự không phải vì mở rộng Phật pháp, mà là vì có một mục đích khác. Không sai, chính là vì 20 năm trước Thái tử Điện Hạ đã căn dặn lão nạp trùng tu lại tự ân tự này. Lại là Lý Kiến Thành. Vậy thì vật trong mật thất này cất giữ chính là những vật của ẩn Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân, tên loạn thần tặc tử, đã có ý giết huynh môn nghịch từ lâu. Thái tử anh minh sao lại không biết được? Đề phòng bất trắc, đã mang quân phí cất giấu ở đây, lệnh cho lão nạp phải canh giữ nơi này.
lão nạp bèn giả vờ bị liệt trong coi trong tự, lại mang chân kinh cất ở tàng kinh lâu, rồi xin sắc mệnh của Thái Thượng Hoàng đóng cửa nơi này. Từ đó không có ai bước vào nơi này một bước. Đủ rồi, giết bao nhiêu người như vậy mà còn nguy biện? Nói cho ta biết, cái chết của Tịnh Tu và Nguyên Giác có phải liên quan tới ông không? Hả? Hai người đáng chết. Thuần Thiết Thủ, Thuần Thiết Thủ yêu đạo, ông ta chính là người mặc đồ đen đó. Tịnh Tu trà trộn vào trong tự, lão nạp vừa nhìn là nhận ra ngay. Trước đây hắn bán chủ cầu vinh là người đang chết. Còn tên Nguyên Giác, cái tên dâm đảng, lại còn muốn chia chắc di bảo của Thái tử, chết là còn may. Vậy con Vũ Phùng thì sao? Vì sao bà ấy lại bị lôi kéo vào việc này chứ hả? Vũ Phùng, Vũ Phùng nào? Người hầu trong phủ của pháp dân của chúa. Tưởng cô yểm pháp chắc là do đại sư đã giao cho bà ta để hãm hại quận chúa, có phải không vậy? À, lão nạp nhớ ra rồi, bà ấy đến chùa trong lòng chất chứa tâm sự, xin thỉnh giáo lão nạp. Nói bà ấy hằng đêm để mơ thấy con trai bị ngàn mũi tên xuyên tim, nói bà ấy phải trả thù cho con trai. Trả thù cho ai? Hey. Sao lão nạp biết được? Có điều bà ấy là người nhà trong phủ pháp dân quận chúa, cho nên lão nạp bèn tương kế tụ kế, bảo bà ấy đặt tượng gỗ yểm pháp vào vật phẩm cống nạp trong phủ. Nhưng mà đại sư có mối thù gì với pháp dân quận chúa vậy? Vì sao hãm hại cổ? Hừ, cái con tiện nhân đó càng đáng chết. Cô ta không quan tâm đến tình huynh muội, sau khi nghe thấy thảm án Huyền Vũ môn, đã đuổi thiếu chủ Thừa Nghĩa điện hạ, lúc đó là ở trong phủ của cô ta, ra khỏi phủ, khiến cho điện hạ bị thủ hạ của Lý Thế Dân giết chết. Câm miệng, toàn nói láo, quận chúa không phải là người như vậy đâu. Vậy còn cái vị thiếu niên này cũng chết ở trong tay đại sư phải không? Nói đi. Đúng vậy, phàm là những kẻ đi lạc vào đây đều phải chết. Vị thiếu niên này là người đầu tiên đi vào chỗ này, lão nạp cố ý để xác lại đây là vì muốn cảnh cáo cho những kẻ đến sau. Được rồi, được rồi, chân tướng đã rõ. Chỉ tiếc là không có cách nào báo lại với quận chúa điện hạ mà thôi. Các người đều là tay sai của Lý Thế Dân thì sẽ phải nhận lấy kết cục như Tịnh Tu và Nguyên Giác. Lên đường đi. Hey! Yêu đạo, cẩn thận. Không được rồi, đạo pháp Quốc Trì ngoài chiến trường thì không lo, nhưng gặp phải cao thủ giao đấu trong chỗ chật hẹp như thế này, Quốc Trì sẽ bị thiệt thòi thôi. Mình có sao không vậy? Không sao. Đại sư, ông có nhận ra vật này không? Thủ mệnh đóng cung. Đây chính là vật tùy thân của Thừa Nghĩa điện hạ, sao lại ở trong tay các người? Cái vật này Lý Mộ lấy được từ người của đứa bé này đó. Đứa bé này chính là Lý Thừa Nghĩa đó. Không thể nào. Sao nó lại là Lý Thừa Nghĩa được chứ? Không thể nào. Ông không ngờ chứ gì? Ông một lòng muốn báo thù cho Lý Kiến Thành, ai mà ngờ được rằng hậu nhân của Lý Kiến Thành lại bị chết trong tay của ông.
đúng là nực cười mà. Ông trời ơi, chính tay ta đã giết Thừa Nghĩa Điện Hạ. Người Ngươi, ngươi đang lừa ta. Ta phải giết ngươi. Sao rồi? Không sao đâu. Không chết được mà. Cảm ơn người đã quan tâm, ta không sao. Là tôi nói ông ta cơ. Ông ta hả? Người tự mình nhìn đi. À, xem ra hết động đậy nữa rồi. Mặc kệ ông ta, tìm lối ra thôi. Đi thôi. Nè 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 nè. Quynh nhìn chỗ này đi. Sao hả? Quynh xem chỗ này rất giống một lối ra ngoài nè. Chúng ta đi vào thử coi thực ra nó là cái gì. Đi. Được, đi. Hả? Thì ra tiền phòng của Phổng Hy thông với địa cung. Ôi. Đúng là quyền diệu thật chứ. Bây giờ huynh có dự định gì? Còn dự định gì nữa? Bẩm báo Phục đại nhân, nói ông ấy kiểm tra và niêm phong Tự Ân Tự. Số của cải đó hiện nay không biết ở đâu, không thể để lọt vào tay kẻ xấu được. Để ta đi bắt Phổng Hy lại. À. Nè, nhìn gì vậy? À không có gì, tôi nhìn xem có ai không thôi. Nội tình của vụ án này chưa chắc chỉ có Phổng Hy thôi đâu. Nghĩa là sao? Quốc Trì sẽ giải thích với Phục đại nhân như thế nào về chuyện quận chúa quỷ thác. Huynh giải thích thế nào về chuyện Phổng Hy với Vú Phụng lợi dụng tượng cổ yểm pháp hãm hại quận chúa. Còn cả chuyện tin đồn về Lý Thường Nghĩa nữa kìa. Ý của huynh là tất cả những việc này liên quan tới quận chúa? Huynh nghĩ mấy chuyện xảy ra đều là ngẫu nhiên hết hay sao chứ? Nó đúng như những gì Quốc Trì nói thì quận chúa đã kiên quyết đòi tới rồi. Ồ, vậy sao? Ờ, phải rồi. Nói tới lúc nãy, thật sự quá nguy hiểm rồi. Nếu như không phải nhận ra cái xác đó chính là Lý Thừa Nghĩa, mang cái ngọc bội này trấn áp lão hòa thượng thì suýt chút nữa. Rất đơn giản thôi, là tôi lừa hết rồi mà. Hả? Ngươi? Sao lại bị bợm chứ? Ta đã nói với ngươi sớm muộn cũng sẽ ra chuyện, ngươi biết chưa? Có điều chính gì như vậy? Nè, sao vậy? Trời ơi, tôi quên mất Quyền Trang đại sư đang chờ tin kìa. Ê, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ê, thiệt là... Ngươi nhìn kìa, nhìn kìa. Đại sư, đại sư, cái này A Di Đà Phật, tàng kinh lâu bị cháy rồi.